8 điều mà người U40, 50, 60 nên chấm dứt để có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Cuộc đời này, ai rồi cũng sẽ phải già đi, phải bước sang nửa còn lại của cuộc đời. Để nửa chặng đường còn lại ấy được vui vẻ, an nhàn, hãy ghi nhớ thật kỹ 8 điều đơn giản nhưng hàm ý thâm sâu, mà từng câu từng chữ đều thật thấm thía. Thứ nhất, đừng mãi chìm đắm trong những hồi ức. Đến tuổi trung niên rồi, chúng ta đừng bao giờ tiếc nuối hay hoài niệm nhớ thương gì quá khứ nữa. Quá khứ vốn là quá khứ, dù đau khổ hay hạnh phúc thì nó cũng đã qua rồi. Cuộc sống hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng. Xã hội và cuộc sống ngày càng tốt, cũng có tiền tiêu, tiền tích lũy, có thời gian nhàn rỗi để làm những việc mình thích. Do vậy, các bậc trung niên đừng mãi chìm đắm trong những hồi ức quá khứ. Hãy lạc quan nhìn về tương lai. Hãy lạc quan nhìn về tương lai. Dù sao, chúng ta cũng đã có mấy chục năm hoàng kim trong đời rồi. 2. Hãy thôi phàn nàn, oán trách. Tục ngữ xưa có câu, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thật vậy, mỗi người đều có lúc phiền não, có khi cũng muốn cùng người khác thổ lộ hết. Điều này có thể lý giải, nhưng phải chú ý không nên phàn nàn quá nhiều. Nếu như bạn bè luôn phàn nàn với bạn về một việc, mỗi ngày đều là đang chuyển đi những năng lượng tiêu cực trong lời nói, chắc rằng bạn sẽ không muốn có một người bạn như vậy. Vậy nên đừng phàn nàn quá nhiều. 3. Hãy làm tốt việc của mình, đừng nhúng tay vào việc của người khác. Đa phần mọi người khi đến tuổi trung niên đã khá thấu hiểu sự đời, nhìn mọi sự việc rõ ràng hơn, sẽ tự thấy những việc mình nên và không nên, cũng như bỏ qua. Hãy cho con cái có không gian riêng của chúng, cho chúng sự trưởng thành, tự có trách nhiệm với bản thân và gia đình của chúng. Cũng đừng tham gia quá sâu vào việc nuôi dạy cháu nội hay cháu ngoại làm gì. Hãy để chúng lo cho con cái của chúng và tự chúng có trách nhiệm nuôi dạy con cái. Đồng thời cũng không nên quá can thiệp, nhúng tay vào chuyện này chuyện kia của họ hàng, hàng xóm, chuyện thiên hạ, mà hãy tự biết cách chăm sóc bản thân, cho mình luôn khỏe mạnh, vui vẻ. 4. Đừng ép buộc bất kỳ ai. Lúc chúng ta già, con cái cũng lớn rồi, chúng có cuộc sống của chúng. Tuổi trẻ có những cách nhìn, cách sống, ước mơ, hoài bão riêng. Là bậc cha mẹ, không thể suốt ngày bó buộc con cái vào khuôn khổ theo ý mình. Thế nên đừng nghĩ đến việc con cái suốt ngày phải ở bên cạnh, hay buộc chúng phải sống cùng, phải có trách nhiệm phụng dưỡng, nghe lời mình. Nếu chúng không làm được những việc này cho mình, thì đừng tự coi mình là bất hạnh, là cô đơn. Cho dù là ở cạnh con cái, cuối cùng thì cũng là hai vợ chồng già sống cùng nhau, đều muốn được độc lập về tinh thần và không muốn suốt ngày sinh hoạt quẩn quanh từ sáng đến tối. 5. Bớt càm ràm, bớt nói nhiều. Người ta thường nói, tuổi càng lớn, càng lắm điều, nói nhiều, hỏi nhiều, khó tính, hay càm ràm, nói rông dài, vân vân. Chính vì vậy, người trẻ hay con cháu càng ngày càng có xu hướng không muốn sống với người lớn tuổi, người già. 6. Hãy ra khỏi nhà và tìm thú vui, đừng lãng phí thời gian. Có một sự thật là cuộc sống này vốn mong manh, làm việc cả một đời, thời gian không còn nhiều. Đây là thời điểm thích hợp nhất để cho người ở độ tuổi trung niên tự do, tự tại, hay tìm những niềm vui, sở thích của mình. Người già nên đi đây đi đó, nên có bằng hữu xung quanh,
có một số thú vui tao nhã. Như vậy, cuộc sống mới thêm phần phong phú. Thời gian không đợi người, chúng ta càng không nên lãng phí thời gian. Muốn làm cái gì thì hãy làm, muốn mua gì thì hãy mua, muốn ăn gì thì hãy ăn. Đừng nói là hãy đợi sau này, đợi khi có thời gian, đợi qua mấy hôm nữa. 7. Hãy ngưng việc tức giận. Thực ra, tức giận và oán trách người khác chỉ càng làm cho tâm tình thêm bực mình, bất an, bất ổn, gây mệt mỏi, thêm bệnh tật. Vậy tại sao chúng ta không buông bỏ đi? Cuộc sống vốn mong manh, không biết ngày mai sẽ ra sao. Vậy sao chúng ta cứ phải mãi ôm những bực mình, oán hận vào thân, cho thêm mệt người? Những nóng giận bồng bột của tuổi trẻ đã qua rồi. Đến tuổi trung niên, tự bản thân mỗi người cũng già dặn, chín chắn và điềm đạm đi nhiều. Con cái cũng đã trưởng thành rồi, đã có cách nghĩ riêng của mình rồi. Chúng ta cũng không giống như trước đây nữa. Vậy nên cứ thoải mái mà sống thôi. 8. Hãy thoải mái hơn trong chi tiêu. Khi có tuổi, hãy tự cho mình được tiêu tiền, chi tiêu thoải mái hơn. Cả một đời tuổi trẻ tiết kiệm, tích lũy tiền bạc của cải. Đến tuổi này rồi, hãy tự đối đãi với bản thân mình tốt một chút. Trong phạm vi năng lực của mình, đừng quá quan tâm một bộ y phục bao nhiêu tiền, một món ăn bao nhiêu tiền. Muốn mua gì, muốn ăn gì thì cứ chi tiêu thôi. Hai mươi ba điều cần ghi nhớ để là người thành công. Thành công là điều ai cũng mong muốn, nhưng để là người thành công thì không hề đơn giản. Hãy luôn ghi nhớ những điều sau. Nó sẽ giúp bạn tiến gần hơn tới sự hạnh phúc và thành công của mình. 1. Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới. 2. Bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả. 3. Cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc theo mong muốn của bạn. 4. Hãy biết tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày. 5. Hãy đếm những điều mà bạn hạnh phúc, đừng đếm những điều khiến bạn phiền muộn. 6. Bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ, dù có khó khăn đến đâu. 7. Có hàng tá các câu hỏi và câu trả lời trong chính bạn. 8. Hãy trở nên có hiểu biết, can đảm và mạnh mẽ. 9. Đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn. 10. Có nhiều giấc mơ đang chờ bạn thực hiện. 11. Những quyết định cũng không kém phần quan trọng như những cơ hội mà bạn có. 12. Hãy vươn đến đỉnh cao của chính bạn, vươn tới ước mơ và khát vọng. 13. Không gì làm lãng phí năng lượng của bạn hơn là ngồi một chỗ và lo lắng về hàng tá chuyện. 14. Đừng biến bất cứ điều gì trở nên trầm trọng. 15. Hãy sống một cuộc sống thanh bình, đừng sống một cuộc đời tiếc nuối. 16. Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ có thể đi cả một quãng đường dài. 17. Cũng hãy nhớ rằng nhiều thứ sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quay trở lại. 18. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan. 19. Cuộc sống thật quý giá khi người ta ở bên nhau. 20. Hãy nhận ra rằng mọi thứ không bao giờ là trễ cả. 21. Hãy thực hiện những điều bình dị theo những cách phi thường nhất. 22. Hãy luôn nhớ về gia đình, luôn có những ước mơ, hy vọng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống. 23. Thời gian luôn chuyển động và hãy ước rằng
một lúc nào đó ta sẽ vươn tới những vì sao. Nếu bạn luôn ghi nhớ và nhắc nhở bản thân về những điều trên đây, bạn sẽ là người thành công.